Mến chào tất cả quý bà con, đây là anh Tấn. Anh Tấn rất là đẹp trai, mà thu tu chút xíu. Bây giờ quay trở lại câu chuyện như thế này, anh Tấn, để mình gắn cái micro cho ảnh đã nói chuyện con cái. Có vợ chưa? Có vợ hai con rồi. Có vợ hai con rồi. Vậy có trai làm chung trai hay gái? Đứa đầu con trai, đứa sau con gái. Đó, con gái nhỏ đó. À, con gái nhỏ, trai lớn rồi phải không? Trai học lớp 8. Học lớp 8 rồi. Bây giờ là quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta nha bà con nha. Thứ nhất là thực ra cái chủ đề mình cũng làm rất là nhiều rồi, mình cũng với mấy anh em cũng rất là nhiều rồi đó. Anh Tấn là giờ là anh rút ống nước đồ ra, tại sao phải đưa ống nước ra ngoài anh Tấn? Để cho tưới giáp rễ ngoài, giáp bụng rễ ngoài. Rồi bây giờ chúng ta, mục đích của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều các bạn trên YouTube cũng như là trên TikTok đã hỏi mình về cái vấn đề là tại sao cái lá sầu riêng của em mà nó cứ nó nhỏ anh ơi. Thì đây, hôm nay mình sẽ giải bài cho tất cả với bà con một cái con gọi là cái kiến thức cũng được nha bà con nha. Cái chúng ta gọi là kiến thức cũng được. Khi mà cái lá non này nó ra là rễ non nó sẽ đang ra như này. Chúng ta bắt buộc chúng ta thiếu đủ cái gì đi nữa thì thứ nhất cái giai đoạn này chúng ta phải cho nó đủ nước cái đã. Đủ nước vừa đủ nha. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải cho ăn phân. Phân thì bộ siêu dưỡng cây, một can siêu dưỡng cây cộng hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói Trico humic, chúng ta pha cho 2000 lít nước chúng ta tưới gốc. Đó, đó là cái nguyên tắc cơ bản của chúng ta để chúng ta làm sao cho cái lá chúng ta to. Tại sao bà con nói vậy? Tại sao bà con ồ kêu viễn sao mà sao phải khi nó ra cái cơ đoạn như thế này, tại sao phải đưa cái dinh dưỡng đó vào? Tại vì lúc này là rễ non nó ra thì nó mới đang tìm thức ăn, nó hút dinh dưỡng. Giống như mình người ta giờ mình nhậu rồi phải có bia mình mới nhậu được. Chứ không nhậu sao bụng bự được, phải không quý bà con? Thế nên đó là đây. Đây, còn từ từ cái lá đưa cho bà con coi nó bị sao. Nó bị gì? Bị rầy hôm qua, hình như xịt nó chết rồi phải không? À, rồi, cái tiếp theo nữa là chúng ta nói về rầy nha bà con. Thì bà con á, hôm mới nãy mình có lại một cái vườn ở trên Đồng Nai, cũng có một bà cô ở Long Thành mà ở dùng cái khu An Viễn gì đó. Thì cái vườn của cô sầu riêng là của cô là gần như là bị rầy nó đánh tơi tả hết. Gọi như là lá là cháy lá luôn. Đó, cô không biết nó bị cái gì hết. Cuối cùng thì thực tế ra là mình nhìn mình thấy từ xa là mình biết cái lá vườn của cô là hoàn toàn là nó bị như thế này này. Đây nó bị y chang vậy này. Và nó bị hết luôn, gọi như còn như cái chỗ trà vậy đó. Nó bị rầy xanh đó. Rầy xanh rồi bắt đầu nó mắc lá nó khô đọt. Nên tôi em chia sẻ với mọi người là mấy hôm nay là mình xịt khoảng bao lâu xịt lần. Cứ không phải là bao lâu mà giống như cây đọt nó ra cỡ này là em cho nó một lần. Rồi bắt đầu nó mở lá em cho lần nữa. Rồi quay sát cho bà con coi này, cho anh Tấn anh diễn tả này. Rồi nó sao xịt. Dạ cỡ này là bà con mình nên xịt một lần trước cho mà hả, cho nó diệt ba cái mầm trứng đồ này kia nọ trước. Rồi. Xong rồi bắt đầu mở lá ra là bà con xịt một lần nữa. Rồi bắt đầu hả lá nó lên to chút xíu muốn gần lộ cái xịt một lần nữa là xong ba cử. Ba cử. Dạ. Nhiều khi mà nhiều lúc trứng nó nằm ở trong đây mình trứng, không thấy. Đúng rồi, nó trứng nó nằm trong đây là chúng ta không thấy. Đây là nó nằm trong này là chúng ta không có quan sát. Cửa này là nó chui vô rồi. Rồi cửa này nó chui vô luôn rồi. Rồi bắt đầu nó nở ra cái mình cho nó một lần nữa là nó tiêu diệt luôn. Tiêu diệt luôn. Rồi sau này nó lên cỡ này hoặc là lớn hơn tí nữa rồi đi lại một lần nữa là xong. Tại là cái lá cỡ này là nó vẫn còn chích được. Đúng rồi. Mà nó lên đổi thêm cái màu cỡ này cái là nó hết chích rồi. Nó ra như cái bánh tẻ ra đây là hết rồi. Bánh tẻ là hết hút được rồi. Hết hút được rồi. Nhưng mà nó còn non là nó còn dứt được. Cỡ này là đi vô nó cạp rồi nó ngon lành luôn. Cạp ngon lành luôn. Thì cái cây sầu riêng này Tấn khoảng bao năm ta, cái này cũng anh thấy là dạ nó cũng mười mấy tháng. Gần 2 năm. Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm. Mưa nay không mưa còn chắc cũng 20 tháng thôi. Cây này không tới 2 năm, 20 tháng. Thì mỗi lần một cái cơ đọt là Tấn biết mỗi lần cơ đọt bao nhiêu ngày không? Một cây đọt là khoảng độ chừng khoảng là một tháng rưỡi. Nhưng chúng ta cứ trong vòng tháng rưỡi đó là chúng ta phải xịt sau rầy ít nhất là ba cử hoặc là bốn cử, càng nếu mà bốn cử thì càng tốt. Thì mình quá trình của những ngày đó mình ngắn lại thì mình bảo vệ được cái cây lá nó sẽ được tốt hơn. Theo em cảm nhận như thế này, sầu riêng trồng có khó không? Nó cũng khó chứ không phải là dễ, mà ăn thua là mình phải biết cách chăm sóc nó như thế nào. Đấy, hiểu gì nó đúng không? Thực ra đấy là cái chuyện mình nói với bà con thêm ở đây, gặp sầu riêng không dễ nha bà con. Thế còn mình dùng từ khó thì mình không học danh nó khó. Có nhiều, tại có nhiều, rất là nhiều anh em họ là lão sư của sầu riêng rồi. Ôi, nói ôi sầu riêng dễ ổn mà, nhưng mà mình nói thật là không dễ. Chứ là không, mình không dám dùng từ khó, nhưng mà nó không dễ. Nhưng mà mình cái gì mình cũng phải hiểu nó. Thì bây giờ giai đoạn, bây giờ từ cái giai đoạn mà từ lúc
lúc mới trồng đến hiện tại mà chúng ta 4 năm như cái vườn lớn của em bên kia, 5 năm như vườn lớn của em bên kia, yeah. Thì chúng ta chủ yếu là chúng ta làm sao phân bón phía sâu rầy là cái điều chúng ta cần phải lưu tâm. Ngoài ra thì em cần lưu tâm gì nữa không, em có thể chia sẻ với bà con? Thì em là chỉ là giống như em canh một cái cây đọt, nếu mà nó về bánh tẻ rồi đó, thì bắt đầu em cho phân dưới mà bắt đầu nó búp cái dày á, là bắt đầu em cho một bữa phân dưới em xịt dưỡng rồi dưới là em bắt đầu em tưới dưỡng cây đó, rồi bỏ phân rồi đi phân thôi. Rồi theo cái sự quan sát của anh với mọi người ở đây là anh đang thấy là em đang để cỏ, vậy khi em tưới phân á, cỏ nó ăn phân không, em có sợ cỏ ăn phân không? Không, cỏ nó ăn phân xong em phát là cỏ một ra là cây nó ăn lại cỏ. Giá là hoàn toàn là vườn của mình là không xịt thuốc cỏ, không xịt thuốc cỏ, em cắt cỏ. Cắt cỏ rồi đấy, đấy là một trong những mà thanh niên gọi là chia sẻ về làm sầu riêng nha bà con. Thì anh Tấn này là anh cũng học hỏi rất là nhiều, có nghĩa là cũng lượm lặt chỗ này một chút, lượm lặt chỗ kia một chút về để mà gom góp thành một cái gọi là cái nồi kiến thức cho mình, đúng không? Thay mặt mọi người và nói chung là chúc cho Tấn thành công trong cái vườn sầu riêng của em. Và cần thiết gì thì em giờ em có thắc mắc gì nữa không? Nè, hầu như là anh đã giải thích cặn kẽ hết rồi. Cặn kẽ hết rồi, phải không? Còn mà vấn đề thì mình làm tới đâu thì vấn đề nó sẽ phát sinh tới đó, thì tới đó rồi mình sẽ xử lý sao. Rồi thì chúng ta thực ra là nó bây giờ anh sẽ quay trở lại cái vấn đề chúng ta cần cái giai đoạn kinh tế nè. Làm bông thực sự nói là nó mình là mình mới thật là nó không dễ, còn cũng không dám dùng cái từ khó, tại vì cái dùng cái từ khó thì nó hơi phiêu lưu quá, nhưng mà thực sự không dễ. Cái diện tích mà trồng sầu riêng của chúng ta thì bây giờ cũng đang được nhân rộng, nhưng mà để mà làm bông thành công trong cái vườn thì thực sự là nó không dễ dàng, tại chúng ta phụ thuộc vào thời tiết, rồi thậm chí cả sâu rầy nữa, thời tiết mà lúc mưa lúc nắng nữa. Em thấy cái điều đấy mà điều lúc em làm bông vườn của mình á, thì cái năm vừa rồi, năm trước là rất là đạt, phải không? Năm nay thì nó cũng hơi gọi là nó vừa đủ thôi. Vừa đủ phải không? Thiếu nhưng mà vẫn tự tin. Nhưng mà trồng sầu riêng á, thật ra là trong cái giai đoạn mà 5 năm đó là nó anh em mình chia sẻ với 5 năm đó là chúng ta phải làm cái gì đó để chúng ta lấy ngắn nuôi dài. Chứ 5 năm đó chúng ta chờ cái tiền sầu riêng nó cũng hơi phê nha bà con. Ví dụ như bây giờ bạn bè rủ nhậu, bây giờ tiền đâu rủ nhậu, chưa bán được sầu riêng lấy cái tiền đâu nhậu. Đó, thùng bia, thậm chí con nó học hành điều này đầy đủ thứ hết. Đó, thì chúng ta nói là làm sầu riêng á thì mình cũng khuyến khích với bà con này. Nếu như bà con trồng được thì bà con cứ tìm hiểu kiến thức và chúng ta tìm hiểu rõ về kỹ thuật. Và cái quan trọng của chúng ta là phải có một cái nguồn tiền gọi là dự trữ, hoặc là chúng ta phải có cái gì đó để chúng ta nuôi. Ví dụ như bình thường, ví dụ như mình đi chạy xe hay là mình làm cái công việc gì đó, rồi là mình phụ mình thuốc men để mình xịt thuốc, rồi công thì mình tự mình bỏ công ra mình làm. Còn mình trồng số lượng nhiều thì mình mướn ông tháng người ta ông 8 triệu rồi ông làm từ A tới Z. Mà ở đây nó có còn cái là rầy á, là ok là chúng ta là Tấn cũng xử lý được, nhưng ở vùng này hình như không có con bọ cánh cứng, ít có hơn, có rầy thì thấy nhiều. Tới mùa nó có phải không? Tới mùa có. Rồi thôi, chào bà con đi Tấn rồi. Dạ, chào bà con.